Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ tổng hợp giới thiệu và báo giá cho các bác các mẫu loa bát 25. Cho các bác tham khảo, đây là những dòng loa bát 25 cho các bác lắp loa lằm, loa cây và lắp nhiều nhất là vào loa phun các bác nhé. Phun đứng. Ở đây là em có 4 mẫu bát 25 toàn những mẫu chất lượng và những mẫu mới nhất năm 2022. Những mẫu này cho các bác lên thùng thì chất âm cực hay, cam kết cho các bác chất lượng luôn các bác nhé. Hát karaoke thoải mái luôn, chơi mọi dòng nhạc. Đây là em có một mẫu bát là giới thiệu bát 25 leo trước đi. Đây là mẫu bát 25 leo khối. Con này leo khối từ leo rất là dày các bác nhé. Đây, nguyên một khối leo này. Được bọc sơn tĩnh điện màu đen rất là sáng bóng. 2, 4, 6, 8 cái lỗ tản nhiệt. Xương nhôm, xương trẻ, hai ngón tay. Với con 25 leo này của nó là gân vải tẩm dầu 3 gân. Mang cả mũ là được phủ keo bóng các bác nhé. Mang chống nước. Leo 25 này côn 76 này, nhện màu vàng. Leo 25 này em đang bán là 2.250.000 một đôi các bác nhé. Các bác lắp array thoải mái luôn. Và đây là em có 3 mẫu bát 25. Đều đến từ thương hiệu BIF. Thương hiệu BIF là một thương hiệu mới nhất năm 2022. Ở bên thị trường Quảng Châu của Trung Quốc các bác nhé. Bên em đón đầu xu hướng nhập cái thương hiệu này về. Đây là 3 bản bát 25 của cái hãng này. Đây là bát 25. Gân vải tẩm dầu. 2 gân màng đen và nón đen. Bát 25 này của nó là xương là bản xương Martin các bác nhé. Đều là xương nhôm cả. Bát 25 này của nó xem nào. Bản này là bản có cái model là GW 10-65005 300W trở kháng 8 ohm trên con bát này. Con bát này là từ 156 các bác nhé. Từ 156. Con này côn 65. Với cái model GW 16005 này là em đang bán là 1.250.000 một đôi. Và chuyển qua đây là có cái model bát 25 có model là GW 17005. Con này gân vải tầm dầu 2 gân cũng màng đen và nón đen. Nhưng mà cái bản này bản của nó bản từ 170 cơ. Từ rất dày các bạn nhé. Côn 76. Bản từ 170 côn 76 này xương nhôm trẻ hai ngón tay. Con này ra công suất 500W trở kháng 8 ohm. Bản từ 170 côn 76 này em đang bán là 1.450.000 một đôi. Và ở đây là có bản bát 25 lồi đồng cối đá bản từ 190 côn 76. Bản từ 190 côn 76 bát 25 BIF. Model của nó là GW 10-75-190 các bác nhé. 600W trở kháng 8 ohm trên một cái bát này. Toàn cũng gân vải cho con này bát nặng lắm. Tại vì từ 190 cơ. Gân vải tầm dầu 2 gân. Côn 76 này từ 190 này. Các bác nhìn đây. Từ dày cộp, bít dày cộp luôn các bác nhé. Nhện vàng. Bản từ 190 này thì em đang bán là 1.850.000. Chỉ có 1.850.000 một đôi thôi. Đây là 4 mẫu bát 25. Quá là ok cho các bác xài mà giá cả rất hợp lý. Các bác quan tâm mua hàng thì điện cho em nhé. Anh em thợ nào, các bác thợ nào làm cửa hàng mà nhập số lượng những củ bát này thì cũng liên hệ em luôn. Nhập số lượng các bác hãy liên hệ riêng cho em để em báo giá sỉ cho các bác. Sỉ giá cũng phải gọi là rẻ nhất Việt Nam luôn các bác nhé. Rẻ nhất YouTube luôn. Rẻ nhất các trang mạng xã hội Facebook rồi Zalo rồi là các thể loại Shopee. Em cam kết điện về giá sỉ tốt luôn. Em giao hàng toàn quốc. Mua hàng các bác điện trực tiếp cho em vào hai số điện thoại 5815 và 712. Đây là hai số hotline nhà em. Mua hàng các bác cứ kết bạn qua Zalo, nếu mà gọi em bận thì kết bạn nhắn tin qua Zalo em sẽ nhắn lại. Hôm nay hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ. Và đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.